mục đích là phân lạnh này để cho cái lúa mình nó vượt khi khi nó ngập nước. Rồi mùa này là anh xả xuống được hết 4-5 miếng là bao nhiêu công? Có 25 công rồi. 25 công luôn. Trời ơi. 25 công mà hỏi không? 25 công hà. Kéo qua cái nó bằng đã không? Bây giờ thì chặt. Cái này chú tính xả giống gì? 380. OM 380. Hết nguyên khu luôn rồi, OM 380. Là trúng hơn so với những cái vụ khác. Đang xuống giống, đang xả bằng máy. Và khi xuống giống thì cũng tiếp tục bơm nước ra. Ông giống vậy phải không? Ông đang bù vàng mà. Con chú thấy quen quen, con biết kênh Giải Trí Miền Tây không? Biết hả? Đó. Con trai nó đi bắt ốc nè các bạn nha. Bắt ốc cho lươn ăn hả? Con nuôi lươn nhiều không? Sao con không đi học mà con ở nhà nuôi lươn? Con nhà con chắc. Ủa vậy là con có đi học không? Đây nè các bạn, đây là lúa giống. Đây ha, lúa giống nè. Lúa giống. Cái lúa giống này lên rất là đều các bạn nha. Đó. Lên rất là đều. Lúa giống OM34 lên rất là đều như thế này. Thì cái quy trình ngâm ủ lúa giống thì ở miền Tây đa phần ai cũng biết cái quy trình này và nó phân lạnh đây các bạn nha. Cái mục đích là phân lạnh này để cho cái lúa mình nó vượt khi nó ngập nước. Đây các bạn ha, cái này của mình là xả mấy ngày rồi anh? Xả mấy ngày rồi ha? 3 ngày rồi. Cái này là cái bình mà để bà con bón phân hay là xả lúa cũng là cái bình đó luôn. OM 380 mà anh xả như thế này là nó đã sớm hơn so với bà con ở đây rồi đó. Ở đây em thấy nhiều mẫu chưa xả anh hả? Chưa xả. Giải Trí Miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải Trí Miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về cảnh bà con ở miền Tây đang xuống giống vụ lúa đông xuân 2024 và 2025. Giờ đây xin mời cô chú các anh chị và các bạn trở về miền Tây xem bà con xuống giống vụ lúa đông xuân này. Kéo qua cái nó bằng đã không? Cái này mình gọi là trang hả chú? Dạ. Chạc cho nó bằng. Đẹp quá chú, chạc cái nó bằng đã quá ha. Cái nước sau chú thấy nó nhiều không? Theo chú nghiên cứu thì cái nước sau này mùng 10 là 10 ngày nữa thì nước nó vừa rút nước sau phải không chú? Không có nước. Tức là bây giờ mình chạc để 10 ngày sau. Nhưng mà mình để qua 10 ngày ổn không hay là sao mình không chặt xong rồi mình xả luôn chú? À là không kịp. Chặt rồi đã quá ha, đất nó bằng nè. Cá lòi nhòi đã quá. Vậy là nguyên khu này là xả chung hết rồi nè. Mùng 10. Bây giờ thì chặt. Cái này chú tính xả giống gì? OM 380. Hết nguyên khu luôn rồi, OM 380. Vậy là mình để tới 10 ngày. Cái mục đích của mình là phơi nắng hả chú? À nông nước vô lại. Chặt xong là nông nước vô lại. Nông nước vô lại cho nó diệt khuẩn ha sao ta? Dạ. À. Nông nước vô lại cho nó đừng có hồ cái mặt đất. Rồi lúc đó là mình
thuốc cua, thuốc ốc rồi không chú? Thuốc cua ốc chuẩn bị xạ. OM380 chú xạ một công là bao nhiêu ký? Mười, 18, 19 ký không chú? 20, 20 ký giống OM380. Đó, đây là cái khâu chuẩn bị đất trước khi xạ. Và cái đầu tiên đó là mình phải chạc như thế này. Ở cái mùa này là trở lại để xạ cái vụ đông xuân. Xuân là vụ đầu tiên trong trong năm. Và vụ đông xuân thì thường là trúng hơn so với những cái vụ khác. Vô hết cái khu vực này thì người ta làm hết là cái giống OM380 luôn rồi, để chung với nhau hết luôn. Khi tại sao mà hôm nay người ta làm sớm thì chú theo chú chủ đất nói là bây giờ mình chạc xong rồi mình phải nong nước vô rồi mình thuốc ốc, thuốc cua, rồi đợi cái con nước sau. Con nước sau là tức là qua mùng 10 đó ha, thì nó sẽ rút xuống. Khi mà nó rút nước xuống á, người ta sẽ đánh đường nước cho nó khô, người ta mới bắt đầu xạ. Nó phải qua những cái giai đoạn đó, cho nên phải chuẩn bị đất trước 10 ngày là cái thời điểm này người ta đang chạc đất để gọi là phơi nắng. Cái vấn đề chạc đất và phơi nắng nó có cái mục đích là khi mình phơi nắng thì những cái vi khuẩn hay những cái ở trên đồng á, ở trên cái mặt này nó sẽ chết, hay là nó sẽ tiêu diệt những cái mầm bệnh á. Rồi cái thứ hai, khi mà cái con nước sau lên á, nó sẽ rút ra những cái sâu bệnh, nó sẽ rút ra ngoài. Và cái đưa cái nước cù sa vào trong thêm một phần nữa thì lúc đó người ta xạ nó sẽ ok hơn ha, nó sẽ tốt hơn. Giai đoạn này ở cánh đồng ở Cần Thơ các bạn nha, ở đây là thuộc cái này là mình thấy hình như là xã Định Môn, huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ các bạn đó. Thì khu vực Cần Thơ hiện nay người ta đang chuẩn bị làm đất để mùa sau, để xạ mùa sau, tức là mùa đông xuân đó các bạn. Thì khoảng 10 ngày nữa người ta xạ, tức là mùng 10, bữa nay là mùng 1 người ta xạ. Đa phần ở đây người ta làm hết các bạn nha đó, người ta làm điều động hết. Người ta sẽ chạc rồi là thuốc ốc, thuốc cua, đánh đường nước sẵn luôn. Người ta đang đánh đường nước các bạn ha, đánh đường nước sẵn luôn. Đó, chú dắt cái cào đó là đi đánh đường nước đó các bạn. Rồi là nước vô rồi nước ra là nó sẽ có cái đường nước sẵn luôn rồi. Đó. Rất là đã như thế này. Thấy chạc rồi nó mặt. Đầu tiên của cái chạc này, cái lợi của nó là để nó phẳng đất các bạn nha, nó phẳng đất. Những cái gò đó người ta sẽ cho đất đùa lại cái những cái lung là đầu tiên các bạn ha. Và tại sao mà người ta chạc rồi người ta không có xả luôn, theo chú nói là mình người ta chưa có chuẩn bị đất kịp các bạn, chuẩn bị đất kịp. Người ta chặt cái gò xuống cái lung đó các bạn. Khi mà chuẩn bị đất kịp thì người ta bây giờ thì người ta vừa làm đất nè, đắp đường nước nè, thuốc ốc, thuốc cua nè, hay là người ta
làm một số cái vấn đề giống như thấy ở chỗ nào mà nó gò quá các bạn, thì phải trang xuống dưới cái lung đó, tất cả để ra chuẩn bị cho cái vụ sau đông xuân nó tốt hơn các bạn ha. Và cái này thì các bạn thấy ở đây là Ôn Môn Cần Thơ đang làm rất là điều đồng. Đây bên này các bạn thấy cũng có một cái máy đang chạy đây, thì người ta làm á, người ta sẽ làm đồng loạt, đồng loạt các bạn đó, đồng loạt. Cái máy làm đồng loạt như thế này, máy giạc này thì rất là đơn giản, người ta chỉ cần một cái đầu máy như vậy và người ta kéo một cái mắt tấm dán các bạn ạ. Đây, khả năng là cái này đi qua bên đất bên này đó, đi qua này. Ở quê thì cái máy này thì xới cũng được, chạc cũng được, vừa cũng được, người ta làm tùy theo cái răng ha, tùy theo cái bánh răng có thể làm được đó. Máy này trang này các bạn thấy đây, ở chỗ luôn người ta trang lên cái gò ha, chặt cho nó ra ngoài đó. Cái này bên này là lung quá nè, chặt xuống. Điều chỉnh cái tấm dáng cũng rất là đơn giản, theo mấy anh thì mấy anh cái chân xỏ trong cái đó có cái độ bật lên bật xuống đó các bạn, muốn cho ăn sâu hay cho ăn cạn cũng được các bạn ha. OM380 là cái loại giống mà cũng rất là trúng các bạn nha. Mùa đông xuân á là người ta làm khả năng á, những vụ trước từ 900 kg ăn lên tới 1 tấn các bạn, rất là ok cái OM380. Cho nên ở đây đầu Cần Thơ người ta làm luôn OM380 tiếp các bạn. À, cái anh này là ảnh đi qua để ảnh làm cái miếng đất bên kia. Đó. Đó. Rất là đã như thế này. Chạc rất là đều các bạn nha. Rất là đều. Rất là đẹp. Rất là nhanh các bạn ha. Cái khu vực này mình thấy không dưới 5 công đất đâu các bạn nha. Và dọn dẹn chừng 10 phút 15 phút người ta có thể làm xong. Cỡ khoảng 15 20 phút thôi để có thể làm được 5 công đất. Tức là một công đất mà nếu người ta làm cỡ 5 phút, nếu mà máy đang chạy đó các bạn, cỡ 5 phút 10 phút là có thể xong. Thì ở đây người ta làm 3 máy ở cái khu vực này các bạn. Ở khu vực này thì máy rất là nhiều ha. Đây một máy nữa. Cái kết cấu của máy thì nó có phần khác nhau. Khác nhau là do cái máy mạnh hay máy yếu các bạn ha. Và cái tấm dáng cũng vậy. Tấm dáng chạc thường mình thấy 4m hoặc là 6m. Có tấm thì 6m, có tấm thì 4m. Đây các bạn thấy người ta điều khiển cái tấm dáng bằng cái chân ha, như vậy đó, đó. Xin chào mấy anh này rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, cái này gọi là chạc luôn để chuẩn bị cho vụ đông xuân. Đây các bạn thấy là 3 máy trên đồng này ha, 3 máy. Và ta đi qua mẫu cũng rất là đơn giản thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nè. Đây, để cái máy lên. Đó, cần xuống. Ta đi qua. Rất là đơn giản các bạn ha. Đó. Chắc anh này làm miếng bên này.
anh bên này anh làm quá chừng luôn, mình thấy bụng nó lên rồi các bạn ha. Cái miếng bên này giờ bụng nó lên nhiều lắm này. Đó. Rất là đã. Đó. Đẹp ghê các bạn. Khi qua bụng nó lên như vậy rồi á là nó thẳng á. Chứ cái bụng này người ta chảy lúa xuống nó dễ lên ha. Bạn này đi cái đường đầu tiên là các bạn thấy thẳng ghê ha, đẹp ghê á. Bên này làm sắp xong rồi, nhưng mà thường á người ta chạc như thế này thì mình thấy là người ta không quy định là một lần hay hai lần hay là ba lần, mà ta quy định khi nào nhừ thôi các bạn. Cho nên các bạn thấy ảnh cứ chạy cả đảo ha, chạy tới chạy lui đảo như thế này để cái ruộng nó nhừ đi. Và một cái điều rất là thú vị là mỗi khi chạc như thế này các bạn thấy con chim én nó rất là nhiều để nó xuống nó ăn những con côn trùng ở dưới nó lên đó các bạn. Đông nó nhiều lắm. Mình quay này hơi ngược nắng xíu, bởi ở dưới ảnh đang làm đó các bạn là dưới giống như cái lung đó ha, người ta chặt cho nó đều loại. Đó là cái khu này là khu của Ung Môn Cần Thơ các bạn nha, thuộc Ung Môn Cần Thơ. Mình cũng quay sơ giống như thông báo tình hình với các bạn ở một cái khu đất của thuộc thành phố Cần Thơ đang chuẩn bị vào mùa đông xuân, mùa Tết đó các bạn. Đây những con cá mà bị chạc lên bờ đây các bạn nè, các bạn thấy ha, rất là khó cho những con cá này có thể sống sót. Đây cá nè, rất là nhiều, rất là khó các bạn nha. Bởi vì mùa này thì người ta thuốc ốc, thuốc cua rồi kể cả cá nó cũng thuốc luôn. Ở thời điểm này ở miền Tây mình đang ào ạt gọi là xuống giống. Thì cái quy trình xuống giống cũng giống như mình chia sẻ với các bạn đó. Đầu tiên đất người ta sẽ cái mùa trước đó các bạn, người ta sẽ xới lên. Và xong ở mùa này người ta sẽ dập nó xuống bằng cách là người ta chạc đất đó các bạn thấy ha, ở phần trước. Rồi thì sau khi đó người ta sẽ bơm nước ra và đánh đường nước, bơm nước ra đánh đường nước cho nước nó rút như thế này các bạn. Xong khi mà đánh đường nước xong ở những cái nơi lung dũng xong, người ta sẽ bơm nước ra, bơm ra một lần nữa rồi mới cho nước vào khoảng 3 ngày để ngâm đất. Đó là cái quy trình các bạn. Sau khi ngâm đất khoảng 3 ngày thì hôm nay người ta xuống giống như thế này. Đây, xạ đang xạ xuống giống rồi các bạn ha. Mấy anh trên đó đang xuống giống, đang xạ bằng máy. Và khi xuống giống thì cũng tiếp tục bơm nước ra. Con mò gì anh trai? Ốc hả? Ốc bù vàng không ăn được không? Bắt ốc cho lương ăn hả? Nè đây nè, ốc giống vậy phải không? Ốc đã bù vàng mà. Con chú thấy quen, con biết kênh giải trí miền Tây không? Biết hả? Đó, con trai nó đi bắt ốc nè các bạn nha. Bắt ốc cho lương ăn hả? Con nuôi lương nhiều không? Sao con không đi học mà con ở nhà nuôi lương? Con ở nhà con chắc á. Ủa vậy là con có đi học không? Nghỉ hả? Sao vậy? Hả? Đi mới cắt. Đi mới cắt rồi nghỉ học luôn hả? Trời ơi. Nhớ theo dõi kênh giải trí miền Tây của chú nha. Đó các bạn. Thì tiếp theo cái quy trình đó là hôm nay vừa xả thì người ta vừa lấy nước ra. Lấy nước ra như thế này. Đó. Còn giống lúa ở thời điểm này ở miền Tây, người ta xả cái lúa
OM34 các bạn nha. Đây nè các bạn, đây là lúa giống. Đây ha, lúa giống nè. Lúa giống. Cái lúa giống này lên rất là đều các bạn nha. Đó. Lên rất là đều. Lúa giống OM34 lên rất là đều như thế này. Thì cái quy trình ngâm ủ lúa giống thì ở miền Tây đa phần ai cũng biết cái quy trình này, và nó cũng rất là đơn giản, bởi thời điểm này người ta bán những cái loại thuốc nảy mầm rồi đó các bạn, và cho nó lên đều. Đó. Cái miền Tây thì thường là ở nguyên một cái giặt đồng như thế này, người ta sẽ làm trước sau khoảng một vài ngày vậy đó các bạn. Cái này cũng là cái lợi thế, bởi vì khi máy gặt đó, người ta đến đó, người ta sẽ gặt mảnh lúa nào trước người ta gặt, và mảnh lúa sau thì người ta gặt sau các bạn ha. Đó, đây là cái lúa đang, những khu đất đang xả lúa. Thì khi mà xả lúa đó các bạn, trước khi xả lúa thì người ta diệt ốc. Diệt ốc hay là những cái con có hại cho cái cây lúa khi nó lên đó ha, người ta sẽ diệt trước bằng cách là mình gãi thuốc hay là người ta xịt thuốc xuống gì đó. Đây các bạn thấy xả xuống trắng hết rồi nè. Đấy các bạn nha. Đó. Rất là đẹp một cái khu cánh đồng như thế này. Bà con cũng đang háo hức xuống giống. Vụ 2024-2025 các bạn ha. Đó. Đây các bạn ha. Và khi bà con rút nước ra khô thì bà con ở thời điểm này là đang xạ lúa các bạn nha. Thường ở miền Tây thời điểm này người ta xạ lúa bằng máy như thế này. Và xạ cũng rất là nhanh. Đó là cái quy trình mà người ta làm lúa. Và thời điểm này ở miền Tây thì người ta đang xạ các bạn, vào cái mùa xạ vụ đông xuân năm 2024 đến 2025 các bạn ha. Cái ở giai đoạn này á là người ta đã xạ được 2 ngày rồi, 1 ngày 2 ngày. Thì cái lúa mà anh đang xạ thêm đây là gọi là người ta dặm các bạn. Hả? Dặm lúa ha. Thấy những cái chỗ nào mà nó chưa có ổn á, chưa có đều thì người ta dặm thêm. Nó gọi là dặm lúa. Còn xạ thì hôm qua tới đầu mùa nước đó các bạn, người ta bơm ra. Ở đây thì người ta cũng đang giữ nước và người ta đang bơm ra để xạ như thế này. Đó. Xạ bằng máy thì được cái là nó đều và nó nhanh. Ôi cái này, đây là ảnh kẻ phân à. Phân lạnh. Cái phân lạnh à anh. Phân lạnh á. À, phân lạnh đây các bạn nha. Cái mục đích là phân lạnh này để cho cái lúa mình nó vượt khi nó ngập nước. Đây các bạn ha. Cái này của mình là xả mấy ngày rồi anh? Xả mấy ngày rồi ha? 3 ngày rồi. Cái này giống gì anh ha? OM380. 3 ngày rồi, bữa nay mình dặm vô ít phân lạnh cho nó nhóng ha anh ha. Đó, xả 3 ngày rồi thì cái lúa ở dưới nó đâm kim lên như thế này. Đâm kim lên hết rồi. Và hôm nay thì dục vô một ít phân lạnh để cho nó nhóng. Cái này là cái kỹ thuật để bà con cho cây lúa nó không bị nước dập. Bởi vì thường là ở cái mùa nước này á, mưa lên là nó sẽ chết. Mà cái chia sẻ của bà con á, là cứ mỗi một đám mưa, sau đám mưa là bà con ra để bà con dục thêm cái phân lạnh vào để cho lúa nó nhóng ha. Cái này là cái bình mà để bà con bón phân hay là
xả lúa cũng là cái bình đó luôn. Anh dục phân lạnh ở cái giai đoạn này chắc ít thôi anh ha. À công là 8 kg. Công 8 kg là em thấy nhiều rồi đó. Mấy ông kia giờ dục có 5 kg à. À bị mắc mưa ha. À anh cũng đang rút nước nè. Bữa nay nó như vậy rồi, nếu mà cái không mưa dập xuống thì bắt đầu nó phúng lên mạnh hơn nữa anh hả? Trời lên nữa rồi. Ôi em 380 mà anh xạ như thế này là nó đã sớm hơn so với bà con ở đây rồi đó. Ở đây em thấy nhiều nhiều mẫu chưa xạ anh hả? Chưa xạ. Dạ. Cái mực nước ở trong mình nó thấp hơn ở ngoài quá trời luôn mà anh đẩy nó vẫn ra được ha. Cái máy này hay ha. Máy này chế bằng máy để bằng máy phát cỏ nè. Phát cỏ nè, máy phát cỏ mà nó mạnh vậy nè. Cái này sao mình không quất cái đường ống ngang lộ gì mình bơm ra cho nó nhẹ anh? Cái bơm với lại nhẹ hơn cho nó cắt lên cao á. À vậy. À như vậy là anh cũng có cái ống nhỏ ở ngoài đó mà đúng không? Có cái ống hai tấc rưỡi dưới đây nè. Đúng rồi, hèn chi chứ đâu phải cái ý anh nói là cái ống hai tấc rưỡi là ống này hả? Ừ. Bơm bằng ống này luôn hả? Ừ. Trời ơi cái máy này mạnh dữ trời. Nó vô đó để tống ra gì? À vô đó là tống ra. Nhưng mà anh phải thiết kế cái bao như vậy đó. Ừ. Đặng nó vô tới cái bao đó nó tống ra. Nhưng mà cái điều là mình phải kiềng cái bao đó cho chắc nha. Không nó bung. Chưa anh còn nước nhiều mà. Bây giờ đi lại đằng kia. Đó. Trời ơi cái mùa tưa vậy luôn mà không chơi. Mà nó nhiều miếng lắm, 4-5 miếng mà. Anh 4-5 miếng luôn hả? Miếng này của anh mấy công? Miếng này có 2 công mấy hả? À? Rồi mùa này là anh xả xuống được hết 4-5 miếng là bao nhiêu công? Có 25 công hả? À. 25 công luôn. Trời ơi. 25 công mà hỏi không? 25 công hà. 25 công hà. Quá chừng luôn rồi, bây giờ là đang giải cho nó nhóng nè. 4 miếng đậu bơm nước cực. Cực lắm. Phải 1 miếng thì nó nhẹ chứ 4 miếng thì cực. Mỗi mùa đá mưa là anh ra anh giải thêm ít gì phải không? Không. Anh thấy mưa giải cái rồi thôi. Dạ. Giải cái rồi thôi. Còn có nhiều chú thì hỏi ổng nó cứ qua một đám mưa là ổng quất thêm 2-3 kg vậy đó. Rồi thôi ha. Còn nếu mà tại vì anh giữ nước được. Còn nếu không giữ nước được thì cũng cũng phải quăng tiếp cho nó nhóng. Mà nó nhóng lên quá thì nó cũng dở ở chỗ là nó dễ bị sập sau này đúng không? Đó. Nó có cái điểm yếu và điểm mạnh của nó. Bình này để làm phân thuốc rất là hiệu quả nha. Thấy vậy mà nhẹ te. Rất là đã. Đây là ở giai đoạn mà anh đã xạ được 3 ngày các bạn nha. Ở miền Tây hiện nay là OM380. Đây là ở Cần Thơ. Thuộc Định Môn. Định Môn, Thái Lai, Cần Thơ các bạn. Đó. Xã OM380 đã xuống giống được 3 ngày. Giải trí miền Tây xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Ủa vậy là con có đi học không? Nghỉ rồi hả? Sao vậy? À, đi mấy cắt là nghỉ học luôn hả? Trời ơi. Nhớ theo dõi kênh YouTube miền Tây của chú nha. Tính là phân lạnh này để cho cái lúa mình đồng ruộng khi nó ngập nước. Đây các bạn ha, cái này của mình là xả mấy ngày rồi anh? Xả mấy ngày rồi ha? 3 ngày rồi. Cái này giống gì anh ha?
380. 3 ngày rồi bữa nay. Dạ. Cái mực nước ở trong mình nó thấp hơn ở ngoài quá trời luôn mà anh đẩy nó vẫn ra được ha. Cái máy này hay ha. Bắt cỏ nè, bắt cỏ là nó mạnh vậy nè. Cái này sao mình không quất cái đường ống ngang lộ gì mình bơm ra cho nó nhẹ. Cái máy này mạnh dữ trời. À, giờ đó là mạnh. Nhưng mà anh phải thiết kế cái bao như vậy nè. Anh nó vô tới cái bao đó đóng ra. Nhưng mà cái điều là mình phải kiện cái bao cho chắc nha. Không nó bung. Chưa anh còn nước nhiều mà. Giờ đi lại đằng kia. Đó. Trời ơi, cái mùa tưa vậy luôn mà không chơi.